Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chuyến tông du thứ 36 của Đức Thánh Cha Francisco bên ngoài Italia. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha đã bắt đầu ngày thứ hai tại Malta với cuộc gặp gỡ với các tu sĩ dòng tên đang phục vụ tại Malta ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Lúc 8 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã thăm khu hầm Thánh Phaolô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ở Rabat. Sinh hoạt tiếp theo của Đức Thánh Cha là thánh lễ tại quảng trường Các Vừa Thóc ở Floriana. Lúc 16 giờ 45, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với những người di cư tại trung tâm thực nghiệm hòa bình Gioan 23 ở Haifa. Sau đó, lúc 17 giờ 50, Đức Thánh Cha ra sân bay quốc tế Malta để trở về Roma. Thank you.
Thank you.
sau nghi thức chào từ biệt lúc 18:15, máy bay khởi hành về Roma. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.